Xin chào các bạn đã trở lại với channel của mình là Võ HD. Hôm nay mình sẽ thực hiện series hướng dẫn edit cơ bản của Sony Vegas. Mong các bạn ủng hộ series mới này của channel Võ HD nhé. Đầu tiên, với bất cứ phần mềm edit nào, chúng ta đều phải tạo project. Nhưng đối với Sony Vegas, việc tạo project tương đối rất đơn giản và không quá phức tạp như những phần mềm còn lại. Đầu tiên, các bạn click vào File, sau đó New, nó sẽ xuất hiện bảng New Project. Ở bảng New Project, các bạn có thể thấy những thông số rất là quen thuộc như độ phân giải, FPS, khung hình dân dây. Các bạn có thể tùy chỉnh độ phân giải cũng như FPS tùy ý muốn. Các bạn có thể click vào Tempo để chọn những setting có sẵn của Sony Vegas. Sau khi setting xong, hãy nhấn vào OK. Tiếp theo là đến bước Import File. Click vào File, chọn Open, lựa chọn video các bạn muốn sử dụng trong Sony Vegas. Một lưu ý nho nhỏ, khi các bạn import file đầu tiên vào Sony Vegas thì Sony Vegas sẽ tự nhận định dạng setting của video đó. Nên mình khuyên hãy import file video vào trước, sau đó hãy setting lại project. Một mẹo nhỏ để giúp các bạn edit nhanh hơn, thay vì import file bằng open thì các bạn có thể kéo file video thẳng vào để tiết kiệm thời gian. Một lưu ý cực kỳ quan trọng cho các bạn mới học edit: hãy lưu lại file sau khi các bạn tạo project để tạo ra một thói quen, tránh trường hợp các bạn quên, lưu và mất đi file. Bây giờ chúng ta đến phần làm quen với giao diện của Sony Vegas. Đầu tiên, Project, nơi lưu lại các thành phần các bạn thêm vào trong quá trình edit. Thứ hai, Transition, đây là nơi lưu trữ effect chuyển cảnh tập hợp rất là nhiều chuyển cảnh có sẵn của Sony Vegas, hoặc các bạn có thể tải những bộ plugin trên mạng để làm đa dạng kho chuyển cảnh hơn. Thứ ba, Video FX, cũng giống như Transition thì Video FX lưu trữ những effect có sẵn của Sony Vegas. Các bạn cũng có thể lên Google tìm kiếm và làm mới kho lưu trữ FX của các bạn. Thứ tư, Media Generator, đây là kho lưu trữ vật liệu giúp chúng ta thêm mắm thêm muối trong quá trình edit. Nhưng thực sự mình chả bao giờ mình dùng đến cái này. Đa phần mình đều lên Google để tìm kiếm những vật liệu mình cần. Còn trong Media Generator thì thực sự rất kém chuyên nghiệp. Và cuối cùng trong video này mình... Và Play là nút Play Video. Thôi thì xin lỗi các bạn, video đến đây là kết thúc. Tuy nó hơi ngắn nhưng mong các bạn thông cảm vì thời gian của mình không có nhiều. Video tiếp theo mình sẽ hướng dẫn edit một video hoàn chỉnh trên Sony Vegas. Mong các bạn đón xem và luôn ủng hộ kênh channel của HD nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video này. Và nhớ like và subscribe kênh của chúng mình nhé. Cảm ơn các bạn, bye.